cành cây khô, tôi là chiếc lá rơi khi cơn gió vụt qua. Một chú chết trong tim. Dân châu Á đã đi vô ba, hai tay tao phi đô la, mấy em gái phải đứng xếp hàng vì tưởng tao cháu của Tokuda. Tao chọn là one two three, cưng khoái cứ kimochi. Dù có to có bé, thân hình nhỏ nhẹ như em loli. Quẩy trên beat của Vina House. Anh là cành cây khô, tôi là chiếc lá rơi khi cơn gió vụt qua. Một chú chết trong tim, một nút thắt trong lòng. Đường Sài Gòn tối đen, người say đang đói men, một bầu trời rối ren. Và tao xuất phát từ trong bóng tối bước ra, người Việt Nam nên màu vàng ở nước da. Lúc nửa đêm thấy ông Ken đang ngước qua, cái đẹp với mày đã không còn thiết tha. Khi bầu trời tối dần thì mọi chuyện cũng nói dần, nên mày đừng ngủ để đầu óc không thối tần. Còn tối đen, người say đang đói men, một bầu trời rối ren. Và tao xuất phát từ trong bóng tối bước ra, người Việt Nam nên màu vàng ở nước da. Lúc nửa đêm thấy ông Ken đang ngước qua, cái đẹp với mày đã không còn thiết tha. Khi bầu trời tối dần thì mọi chuyện cũng nói dần, nên mày đừng ngủ để đầu óc không thối tần. Đi sau những con người, hãy để đây với anh mình cùng chung đôi. Không cần nước ta mãi bên nhau tới nhà, rồi cháu đây con cháu kêu ta ông với bà. Em nói em thích những điều mới lạ, vì tình mình cùng nhau đi đến chân trời mới nào. Và sẽ là những bình minh. Anh chín là Bắc Ninh, xuất thân là trai Bắc Ninh. Tôi lấy miếng trâu làm đầu câu chuyện. Người Bắc Ninh muốn trọng chữ tình, nếu muốn cãi nhau mời ông lên huyện. Bắc Ninh có bánh phu tê, đàn ông phải có máu dê trong người. Đấy nhìn ai cũng tưởng chơi bóng, vì khi đến đây ai cũng nghe răng cười. Chị hai cầm nón quay ao, cất tiếng hát thanh niên nháo nhào. Để cần biết ông đến. What you gonna do with you when all that shit jump? What you gonna do with all that junk? All that junk is fine. I'ma get you drunk, get you love drunk on my heart.
con nhà mà sinh thế. Anh học marketing còn em luật kinh tế, anh thề anh hứa anh không làm gì hết. Cứ thế này thì chết ô xem đẹp không tì vết. Muốn nắm tay em lên tháp Eiffel, bởi vì tình yêu chúng mình là hợp pháp. Tối qua anh đã mạnh dạn ép friend, mong đồng chí crush đồng ý và hợp tác. Giờ lòng mang theo những ước mơ, lúc gần kề để nhớ thứ không thể nói ra để rồi nhớ nhau. Lần này có mấy phần cùng nhau ăn hoa say đã đôi. Dù một tình có phương trời mình sẽ không chạm được đến. Vợ tôi mất não, nhưng ít nhất cô ấy là người đàn bà mất não của tôi. Alo, thằng bắt đầu kêu tôi viên LV và tối nay anh sẽ dắt pháo bắt ông Vy.